tình mẹ của báo đớn. Trong một khu rừng mưa nhiệt đới ở Congo, châu Phi, có một nhóm người săn trộm thú để săn tìm da của các loài thú quý hiếm mà chấp nhận nguy hiểm. Họ đã đi rất lâu, người thì cũng đã thấm mệt. Chúng ta đi lâu lắm rồi, hay là tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cái đã. Chúng ta tới gốc cây đó nghỉ ngơi một lát đi. Được đó. Mọi người phải luôn giữ súng trong tay để phòng nguy hiểm đó nha. Để phòng nguy hiểm, chúng ta đã đi lâu ngày, ngay cả một con thú to cũng không có, thì lấy đâu ra nguy hiểm chứ? Không thể chủ quan được. Đừng quên chỗ này là rừng mưa nhiệt đới, báo đớn rất hay xuất hiện. Nếu đụng độ tụi nó thì toi rồi đó. Đúng vậy, tốc độ của báo đớn rất nhanh. Đợi khi chúng ta nhìn thấy nó mà giơ súng lên thì có lẽ đã không kịp nữa rồi. Nhưng mà trước kia không phải anh đã nói báo đớn bình thường không chủ động tấn công con người hay sao chứ? Đúng vậy, nhưng nếu trường hợp bọn chúng rất đói hoặc cho chúng ta có thể uy hiếp đối với chúng thì chúng tấn công chúng ta là chuyện đương nhiên. Trong lúc mấy kẻ thợ săn trộm đang ngồi nghỉ dưới gốc cây thì có một con báo đớn lặng lẽ, nhẹ nhàng tiếp cận đến họ. Chết rồi, có báo đớn. Nhanh, nhanh nổ súng. Mấy tên săn trộm nhìn thấy con báo đớn xông về phía họ, lập tức nổ súng bắn nó. Thế nhưng con báo đớn này rất là nhanh nhẹn, nó đều tránh được hết các đường đạn của bọn họ. Nó chạy đi đâu rồi? Không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ nó chắc chắn chưa đi xa, nhất định sẽ quay lại tấn công chúng ta nữa đó. Đáng chết, con báo chết tiệt này, sao lại nhắm vào chúng ta chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi chỗ này thôi. Được, mau đi thôi. Nhưng ngay đúng lúc đó, con báo đớn lại một lần nữa xông về phía họ. Trời à, mau nhìn kìa, nó lại xuất hiện nữa. Lần này xem mày chạy đi đâu được. Đi chết đi. Chết tiệt, súng của tôi bị kẹt rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tên săn trộm khác nổ súng, phát súng bắn trúng chân của con báo đớn. Con báo đớn đau đớn ngã giật xuống đất. Hay quá, bắn trúng rồi, bắn trúng rồi. Vừa nãy nguy hiểm quá. Con báo đớn này thật là kỳ lạ, sao cứ nhắm vào chúng ta mà tấn công hung hãn như vậy chứ? Nhưng bất ngờ, con báo đớn đột nhiên đứng bật dậy. Tuy chân trước của nó bị trúng đạn, máu đang tuôn ra, nhưng nó một lần nữa xông về phía bọn săn trộm. Tiêu rồi, nó chưa chết. Mới nãy viên đạn chỉ bắn trúng chân của nó mà thôi. Mau chạy đi. Con báo chân trước đã bị thương, đuổi theo nhóm người săn trộm. Nhưng do chân của nó đã bị thương nên đuổi theo bọn họ được mấy trăm mét thì kiệt sức, lảo đảo ngã lăn ra đất. Cơ hội đến rồi. Tay săn trộm bắt lấy cơ hội này, nhắm vào con báo, bắn mấy phát đạn vào bụng của nó. Máu tươi trong mình báo không ngừng chảy ra. Lần này là chết chắc rồi. Nó bị trúng lần mấy phát đạn, đáng ra phải chết sớm chứ. Thế nhưng mấy người này lại không ngờ rằng con báo một lần nữa lại bật dậy. Dường như dùng hết tất cả chút sức lực tàn lụi đi vào trong bụi rậm. Trời ơi, nó chạy thoát rồi. Nó bị thương rất nặng, chắc chắn không chạy đi xa được đâu. Tôi nghĩ chỉ chút nữa thôi, nó sẽ bị mất máu mà chết ngay tại chỗ. Đúng, nó không sống được bao lâu nữa đâu. Đợi chút nữa, chúng ta sẽ lột da của nó. Da của báo đớn rất đáng giá đó nha. Những tên săn trộm lần tìm men theo nơi mà con báo đốm đã đi qua. Sao lạ vậy? Không lẽ nó biết phép tàng hình sao? Thật không ngờ nó đã bị thương nặng như vậy mà có thể chạy một đoạn đường xa. Ồ, mọi người nhìn xem chỗ kia kìa.
Máu chảy nhiều như vậy, con báo đó tuyệt đối không thể chạy xa hơn nữa. Chúng ta mau đuổi theo. Lần theo vết máu, bọn săn trộm lại đến chỗ gốc cây mà họ nghỉ ngơi lúc nãy. Nó là muốn đi đâu vậy? Nè, vết máu trên đất sao không thấy nữa vậy? Con báo đâu rồi? Đúng đó, vết máu tới đây tự nhiên mất tiêu. Mà con báo đó cũng không thấy tăm hơi. Thật là kỳ lạ. Các anh xem, nó ở trên cây. Trên cái cây to đó, chỉ thấy cái đuôi dài và hai chân sau vô lực buông thõng xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cả thân cây. Hình như là nó chết rồi. Nhưng mà sao nó đang bị thương rất nặng như thế mà còn chạy xa như vậy, rồi còn leo lên cả thân cây mà chết chứ? Chẳng biết nữa, để tôi đi xem thử. Một tên săn trộm lớn mật leo lên cây và nhìn xuyên qua tán cây rậm rạp, nhìn quanh quất, không ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho cảm động. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng hai con báo con đang nép vào lòng báo mẹ say sưa bú sữa. Cả mình chúng dính đầy máu, không ngừng dụi vào lòng báo mẹ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao con báo tấn công chúng ta rồi. Thì ra chúng ta đã xâm phạm đến chỗ ở của con nó. Nó sợ con mình gặp nguy hiểm mới liều mạng mà tấn công chúng ta. Thật là một người mẹ thương con. Tình mẹ thật là vĩ đại, cho dù đó là một con thú dữ. Con báo đốm trong lúc sức cạn lực kiệt vẫn chạy xa như vậy để quay về bên con của mình, dùng chút sữa còn lại để cho con bú lần cuối cùng. Tình mẹ của con báo đốm đã đánh động tâm can của bọn săn trộm. Họ không những không lột da con báo mẹ mà còn mang hai con báo con đến vườn động vật quốc gia.